Đây là giò hai đầu bọc bạc này, bạc nguyên chất đấy, giò nó mới sáng, bạc nguyên chất bạc đặc. Cái này nó có tác dụng là giải độc, đánh gió này, những người mà bị gió bị đánh. Cô thì chưa bao giờ cô dùng bạc cô đánh trên mặt thế này đúng không? Đánh ở lưng nữa, ở cổ gái cũng có. Có hết rồi. Có bôi phấn hay bôi gì không? Không, không có phấn đâu. Có. Ông đâu chỉ có bôi phấn gì đâu mà có. Không bôi phấn, không bôi kem dưỡng da gì à? Sao mà không nhiều cái gì ạ? Cổ không có đâu. Cả tai cũng đen luôn rồi, đằng sau tai cũng đen luôn. Mấy cả tai đen. Tai đen, cổ đen, đen gì hết. Cái đánh đen này á, ui, trong tai cũng đen. Đen như nhờ nhờ luôn. Trong tai cũng đen luôn. Thế à? Sợ chưa? Hay là cổ bằng lý? Có khả năng. Trong mùa ra, mẹ cô vừa đi khai thác sang. Đen xì luôn. Đánh chỗ nào đen chỗ đấy. Ui, ui trong tai đen xì luôn mà con ạ. Tai này đi xem nào. Cái tai khó luôn. À, khi mà đánh cái mặt đen xì này thì lấy giấy khô lau khắp đi, xong đánh khắp mặt như này khoảng 3 lần. Sau hôm sau lại đánh tiếp, đánh cho đến khi nào hết đen thì thôi. Thì đây là giải độc. Trong tai cũng đen xì luôn trời. Ăn chiều đâu không? Không. Ăn chiều như bác của con. Đấy, đấy, này. Kê chỗ nào? Như ta. Như ta luôn. Đen không nhiều luôn. Đấy chỗ nào đen chỗ đấy luôn. À, lấy dây ăn lau khô hết đi, dế khô lau xong là đánh lại 3 lượt như vậy, rồi hôm sau lại đánh tiếp, đánh đến khi nào hết đen thì thôi. Cổ đen càng đánh càng da càng đen. Đen này là do da mình nó ra nhé, không phải bạc đâu. Vâng, bạc này nó không có chất đen, cảm hay là trúng gió rồi càng đánh nó càng da. Đây là giấy ướt à cô? Giấy khô. À, lấy giấy khô nhá. Bây giờ cô lấy giấy khô cô lau đi. Giấy khô lau xong rồi nhìn trên cái giấy. Đang thải độc chi không ạ? Cô ngửa cái giấy khô ra nhìn. Tiếp lau tiếp. Ba mở con giấy là hoàn nào. Lau hết. Lau mãi nó mới hết cái đen. Đây không phải đen do mỹ phẩm. Vâng, cô không dùng mỹ phẩm gì mặt bạc mà. Đánh chỗ này đen chỗ đấy. Trong tay cũng đen, sau tay cũng đen. Ê nhỏ nhồi đấy. Đấy, mặt trắng này đấy. Đánh xong cái này xong chắc chị sẽ cảm thấy nhẹ người hơn, nhẹ người rất nhiều chứ. Đúng không? Đen chính là độc gió mà, đen là độc. Cô đánh sau tai nữa này, sau tai còn đầy đây, trong tai cô cũng có nhá. Đấy, trong tai cũng có. Đánh mỹ phẩm không ai đánh vào tai này. Cô là nó có đẩy với cửa rồi, cô không hề dùng tí mỹ phẩm. Đây là giò bạc hai đầu với miếng trắng, bạc đặc hai đầu, và dùng cái này để đánh gió, đánh khắp trên mặt, trên lòng bàn tay, lòng bàn chân, đánh hai đôi cuộc sống. Sau khi đánh xong thì các bạn nhớ là lấy giấy khô lau hết đi, đánh 3 lượt như vậy. Nếu vẫn còn đen thì hôm sau đánh tiếp nhé. Thì đánh xong thì nó sẽ giải độc và giải gió, cơ thể cảm thấy rất là dễ chịu nhẹ nhõm. Đánh xong thì lấy giấy khô lau khắp. Ok, như vậy mùa đông năm nay sẽ không sợ gió sợ rét. Rồi, cảm ơn cả nhà.